Hello, xin chào các đồng chí, anh là chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là ngày 29 tháng 12. Nói chung thì Lê Minh về Việt Nam thì hôm nay cũng đã hơn 1 tháng. Công việc cũng còn rất là bề bộn. Thì phải nói là rất là vui. Về với quê hương, đi đâu đi chứ mình thấy về với quê hương rất rất là hạnh phúc. Bởi vì ở quê hương mình hiện nay cái cuộc sống và cái mô hình xã hội nó người dân được chính phủ nhà nước bảo vệ rất là tốt. Anh chị các bạn, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Anh chị các bạn, Mỹ, ở bên Mỹ nó có gần 50 triệu người dân gọi là nghèo. Đừng có nhiều người nói ô thằng Lợi Minh này nó xạo Mỹ là có người nghèo. Chàng ơi, nó còn khủng khiếp hơn Việt Nam. Tôi nói ngay cả cái đất Mỹ Tây Cơ đó, nó kế bên thằng Mỹ, các bạn nào mà có qua đó sẽ thấy nó còn tệ hơn Việt Nam. Luật pháp của nó vô pháp luật, mà dân của nó sống ở những cái vùng ngoại thành đó, khổ khủng khiếp luôn. Rồi những cái đại tội mafia nó cầm quyền đó. Đời sống những cái dân mà ở bên cái xứ tư bản, ngay cả tôi nói cái vùng Nam Mỹ, nó còn khổ trăm bề. Thành ra chỉ các bạn có được cái cuộc sống ở Việt Nam hiện nay, cái nền kinh tế đang phát triển đổi mới, mình phải phấn đấu thôi. Chứ mình không phấn đấu mà mình chịu khó mình làm, và với cái khả năng của mình, tôi nói cho cả đời mình cứ nghèo hoài. Có qua Mỹ dù có đi làm kiếm được đồng lương, ở bên Mỹ làm đồng lương 100 đô ngày, tôi nói cho các bạn, trừ này trừ kia trừ nọ ra về nhiều khi không đủ chi á, không đủ chi phí trong cuộc sống chứ không phải giỡn đâu. Còn Việt Nam người này tôi nói ngổ bánh mì có 10.000, các bạn thấy không, người ta vẫn ăn và vẫn no, có ai chết đói đâu, có ai đi phải vô rừng ở đâu, đâu có đến nỗi như vậy. Có những người người ta ở những vùng cao vùng sâu vùng xa, tại vì họ sống theo cái thổ nhưỡng và cái tập tục văn hóa của cái vùng cao, những cái người dân tộc đó. Thì cái lối sống của họ nó khác. Còn các bạn thấy một cái xã hội Mỹ, nó là một cái cường quốc kinh tế mà lẫn quân sự rất là mạnh, mà nó vẫn phải, người dân có nói vất vả trăm bề chứ không giỡn, khủng khiếp lắm. Khi có những cái sự cố vậy rồi đó, chúng ta mới nhìn thấy được không có đâu bằng quê hương của mình đâu. Dù ở bên Mỹ qua đó có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì tôi nói trăm bề vất vả. Sống ở những cái tiểu bang mà chi phí cao, nói không mà thuê nhà ở đó, bên Việt Nam gọi là thuê nhà trọ đó, bởi mà thuê cái nhà mà ở đó thì ở Cali đó nha, tôi nói chị bạn một phòng ngủ thôi đó, giá là cũng khoảng từ 1.000 đồng, giá thấp nhất là 1.000 đồng chứ không phải giỡn đâu. Họ chi phí rồi xăng dầu rồi bảo hiểm đồ ăn đồ uống cái gì nó cũng khó khăn. Cho nên tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm gì bản thân của mình để mình để tôi truyền về cho quê hương, cho những người mà họ 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 bị những cái đám mà giờ chống cộng thổ tả, cái đám mà dân chủ cũ trong nước rồi tụi nó toàn là vì tiền không anh chị các bạn ơi. Các bạn nhìn xem mấy cái đám mà dân chủ cũ trong nước, nó mà không có tiền rồi nó có yêu nước không? Nó chẳng có yêu nước yêu non con mẹ gì hết. Mấy thằng đó nó chỉ ở, mấy thằng chống cộng ở hải ngoại nó hùng nhau mớ tiền rồi nó đút cho ăn, cái ngồi đó phái như thằng Lân Thắng đồ, các bạn thấy không, Nguyễn Lân Thắng đồ, mấy con như con Đoan Trang đồ, các bạn nhìn đi, con Lê Thị Công Nhân, mẹ ơi các bạn, tại trên đây nhiều khi không có tìm ra được cái lịch sử cái cuộc mà dân chủ cũ nó toàn là nó ăn tiền ở bên hải ngoại. Nó bên với tám chấm cộng đó, nó gửi cho ăn, thành ra phải đi ra đấu tranh rất là năng lực, rất là năng nổ. Mà khi qua tới Mỹ được rồi hả, toàn là đi ăn mày không à, qua tới Mỹ rồi thằng nào nấy hả? Mỹ nó cóc đầu còn thua con chó đó. Các bạn thấy cụ Huy Hà Vũ bây giờ sao, ở trong nước đó, gia đình cách mạng được sống rất là ưu đãi, được nhà nước Việt Nam ưu đãi, danh tiếng của ba của cụ Huy Hà Vũ cũng là một người có danh tiếng, các bạn thấy, bởi vì cha làm thầy con đốc sách, nhìn điếu cày, điếu cày cũng từng là một
một làm bên ngành công an báo chí, và các bạn thấy chỉ vì những cái sự tham vọng ngu xuẩn của họ mà mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại đó, mấy cái đám mà cờ vàng bên đó đó, thổ tả bên đó, nó cho ăn cái bánh vẽ lên đó, ô dân chủ tự do nhân quyền tam quyền phân lập tới trường qua cái Mỹ không rồi. Đấy được bao nhiêu năm, cái bằng chứng nó còn sờ sờ đó, giống như con Nguyễn Ngọc Dương mình, anh chị các bạn thấy không? Bây giờ mấy tụi chống cộng bên đó nó quay qua nó chửi con nhỏ đó còn 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 thua con chó luôn, tại vì qua bên đó con nhỏ đó nó thấy giờ sự thật lấy sự thật phũ phàng. Hồi đó ở Việt Nam má con nó ngồi ở nhà, các bạn thấy, các bạn lên mạng xem, ngồi nó trông chờ vào những cái đồng tiền ở tụi ở bên hải ngoại, chờ gửi về, chờ má của con Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh đó, bây giờ cô đang túng thiếu cần tiền để lo cho mấy đứa nhỏ này nọ, bây giờ qua bên Mỹ rồi qua bên Mỹ rồi thấm vậy, bây giờ nhỏ thấm thấy được cái vấn đề mà dân chủ tam quyền phân lập của Mỹ nó đâu phải như mơ đâu. Các bạn thấy cái chuyện mà bầu cử của Mỹ hiện nay nó còn thua cái nồi cháo heo, tôi nói chuyện các bạn, nó còn thua, nó tệ chàng đất ơi, còn thua một cái nồi cháo heo nữa, ngồi đó mà cứ mơ đa đảng đa nguyên tam quyền phân lập, bà nội cha nó ngồi đó nó tranh giành quyền lực với nhau, nó cấu xé với nhau tốn cả ngàn tỷ đô la, biết bao nhiêu tiền của trong đó, cuối cùng dân cũng khổ, những cái dân mà gọi là lao động phổ thông trăm bề vất vả. Bởi vì tình hình bên Mỹ hiện nay nó cũng tồi bời lắm, chứ không phải đâu, nhiều khi chỉ có bạn lên mạng thấy mấy cái đám chống cộng nó khoe cái nhà cái xe, mày ơi cái chuyện bên Mỹ các bạn mà đi làm chịu cày á là hàng nào cũng mua nhà được chứ á, tại vì các bạn đi chịu đi làm chịu chịu cày nhà mua thì trả nợ chết mẹ, trả nợ không trả tiền lời, trả tiền bảo hiểm, trả tiền thuế. Ở Việt Nam tôi thấy mua nhà trả thuế xong rồi vậy thôi, có nhiều người dân tôi thấy đóng có vài vài chục ngàn một năm trời, dường như cho có vậy thôi, giống như cho có là cái trách nhiệm của người dân vậy thôi, trong cái trách nhiệm của một người công dân đối với tổ quốc vậy thôi, chứ không phải như Mỹ đâu. Các bạn biết có được cái nhà cái xe mà lỡ mà không biết có làm mà được tiền á thì lúc đó coi có ai, lúc đó nó mọc cánh nó bay, con vợ mình nó cũng mọc cánh nó bay luôn xã hội Mỹ nó vậy đó, nhiều cái nó phũ phàng lắm. Tôi nói anh chị các bạn, mà tại vì một số mấy thành phần chống cộng xuyên tạc đất nước nó không có thích tôi nói về về nước Mỹ, về cái mặt trái của nước Mỹ, mà về Việt Nam mà tôi nói về cái mặt cái sự phát triển đổi mới của đất Mỹ, đất Việt Nam á, nó cũng cay cú vô, nó chửi tơi bời ba lá nhưng mà sự thật vẫn là sự thật anh chị các bạn. Ngày nào đất nước mới vừa được giải phóng, khổ sở trăm bề thiếu thốn đủ mọi thứ hết, từ một đống gạch vụn các bạn thấy bị cấm vận một cách vô lý, rồi cơn đại nạn Hồng Thủy năm 78, 77 đất nước te tua tơi bời ba lá, dân mình cùng với chính phủ phải đứng trên đôi chân ăn bo bo ăn độn để đặng mà có cái được cái cuộc sống mà vươn lên được như ngày hôm nay. Các bạn thấy đất nước mới phát triển đổi mới hơn 20 năm tí nhiêu mà các bạn thấy bây giờ đời sống người dân ngày càng sung túc, họ chịu phấn đấu, những người nào họ có trình độ cao thì họ làm những công việc nó cao hơn, và đời sống lợi nhuận của họ nó cũng khác. Cho nên mình đừng có nhìn những cái vật chất mà mình so sánh, mình ngồi đó phân bì, không bao giờ gặp bạn khá nữa. Cứ mình coi cái khả năng của mình có bao nhiêu thì mình cứ cố gắng, chừng nào mình gặp được cơ hội thì mình sẽ tiến thân thôi. Mỗi người nó có cái phần rồi, và mình phải biết luôn luôn phấn đấu, đừng có ngồi đó than trách lên trên mạng, ô cộng sản ác chí dân hèn như giặc, ô sao ông cộng sản nhà nước không có giúp dân lo cho dân, mà ơi vậy thôi. Với mình tôi thấy các bạn thấy dân Mỹ nó đóng sấp mặt, tôi làm ở đó tôi đóng thuế thấy má tôi luôn á, các bạn có tin tôi đóng có năm cả trên 100.000 đô tôi đóng thuế chứ không phải ít đâu, đóng thuế đâu phải như đâu phải mà chuyện giỡn như như về Việt Nam tôi làm ăn tôi thấy đóng thuế có chút xíu à, đóng có 2% à, như vừa rồi tôi đóng có 2% gần
công việc tôi mua bán này kia tôi làm, tôi đóng năm nay tôi đóng gần tỷ, mình thấy rất là vui, mình đóng cho quê hương và tôi thấy rất là tự hào là mình là một cái con của dân đất Việt, mình góp được một phần nào đó nhỏ bé của mình có để cùng nhau đất nước mình nó tốt hơn. Khi mà các bạn đóng thuế được cho đất nước dồi dào thì ngân sách quốc gia sẽ dồi dào hơn, thì các bạn thấy bề mặt xã hội sẽ có những cái phúc lợi nó tốt hơn. Còn trong khi đó dân Mỹ đóng thấy má ra rồi, mà trong khi đó nó dần lắm nó bê tắc, nó đói nó ra mà kia nó chui trong rừng, ý là phúc lợi xã hội nó có đó anh chị, các bạn thấy không, nó có cũng lớn lắm chứ đâu phải ít đâu. Đi làm rồi các bạn biết dân mà bên đó mà lao làm như cỡ tôi mà làm đóng, nếu mà ông Biden mà cầm quyền nha, là như tôi mà làm ăn mà gọi là được cái lợi nhuận đó, đóng 40% thời ông Trump thì nó rẻ hơn, chỉ có 20% thôi. Còn tôi nói chưa những người mà đi làm mà đóng thuế gọi là thuế lợi tức nữa nha, tôi nói hồi nãy là tôi nói lợi thế là cái tiền mà capital gain là tiền tôi kinh doanh làm ăn mà mình lời á, đóng 40% nếu mà ông Obama cầm quyền. Còn gì các bạn thấy te tua tơi bời ba lá, man nó ship cái tụi dân chủ nó chỉ mị dân thôi, tôi không có thích cái tụi dân chủ nó xảo trá, nó dùng cái đồng tiền đó nó thao túng chính trị và nó hứa lèo mà nó rất là bịp bợm, nó sử dụng cái chính sách ngu dân nhiều hơn. Cho nên anh chị em các bạn đừng có tin vào vấn đề mà dân chủ, cái vấn đề là mình có một chế độ và những người lãnh đạo họ có tâm có tầm với lại đất nước, họ luôn luôn sẵn sàng tìm đủ mọi cách làm sao để đối nội và đối ngoại tạo ra một cái nền kinh tế vững vàng để cuộc sống người dân họ mưu sinh. Tôi đi ra đường tôi thấy có những người họ gánh chiều, họ để một cái thùng gì đó bán bắp nổ vậy, người ta cũng sốc. Các bạn thấy một cái xã hội nó rất là hay, người dân của mình mưu sinh. Tôi thấy chiều khi mà màn đêm vừa buông xuống, những cái gọi là công viên, người dân họ họ bán buôn bán nước bán trà bán cà phê bán hột thịt lộn bán cháo bán bánh canh bán hủ tiếu, họ cứ gánh ra đó cái xe họ đẩy ra đó và họ bán, họ mưu sinh đủ mọi mọi cách hết, rất là tuyệt vời. Như vậy đừng có nhìn cái đó ô Việt Nam nghèo, nàng ơi mình nghèo thì mình phải làm, mình nghèo thì mình phải lao động, nhiều khi tại vì cái trình độ cái kiến thức của mình có bao nhiêu đó thôi, còn những người khác họ 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 có cái khả năng của họ và trình độ kiến thức của họ cao hơn thì họ sẽ tìm ra những cái lợi nhuận của họ cao hơn. Thì nếu mình học chưa tới hay mình chưa có khả năng thì mình phải phải học hỏi, không có ai mà tự nhiên sanh ra trên đời này là giàu có. Tôi nói cho các bạn Mỹ, Việt Nam mình thì trong một cái gia đình cái truyền thống nó khác hơn, còn bên Mỹ nhiều nhiều ông giàu con ổng sanh ra là nó bắt phải tự học và đi làm, như con của ông đó nó chấm đó, các bạn nó làm thấy má luôn, nó làm cho ông già nó mà ông già nó bắt nó là phải làm đi học ra trường làm cho ông lãnh lương nha, chứ không phải ngồi đó ba nó giàu là ngồi đó là hưởng đâu. Nhưng bên Việt Nam thì cái mô hình sống nó khác, cho nên có nhiều cái người mà họ họ chưa đạt được cái nhu cầu về vật chất á, cái họ đâm ra họ phân bì, họ đâm vào phân bì mà cái đám chống cộng ở hải ngoại nó khốn nạn, cái nó nhắm vào những cái thành phần mà bất mãn trong cái cuộc sống, nó nhắm vào những thành phần đó bởi vì nó sử dụng một cái chính sách gọi là ngu dân đó, nó tẩy não những người này, nó xúi giục, nó cho tiền. Hỏi các bạn chứ bây giờ đi ra lao động đi làm thợ hồ hồi không chịu, làm thợ hồ giờ cũng 200-300 ngàn ngày không chịu, tự nhiên bây giờ ở bên lộn 1 tháng. Các bạn thấy trong khi đó ở bên Mỹ nó súng nhau nó cho 1 tháng 200, tự nhiên lên chống cộng rồi chửi bới quê hương rồi rồi xuyên tạc rồi đi ra làm những cái clip những cái video rồi câu view câu like rồi ngồi đó kiếm sống. Tôi thấy những người đó không bao giờ họ thành công, họ chỉ được cái lợi nhuận trước mắt thôi. Các bạn thấy như hằng Đài luật sư Đài ngày xưa các bạn thấy nó cũng có học vấn đồ đâu qua đó đàng hoàng, mà cũng vì những cái tham vọng điên cuồng của nó bị mấy cái tụi diệt tân đó nó cho ăn bánh vẽ đó, nó dẫn qua Thái Lan nó cho qua đó
nó lấy sách cách mạng Mao ra, nó nhồi sọ, nó nhồi đó, nó kêu đọc đọc, các bạn biết sách dở, thằng nào viết là nó viết cũng rất là hay, nó viết chàng ơi, mấy thằng mà nó viết sách, tôi nói các bạn đọc mà các bạn phải mê. Ngay cả tôi nói anh chị các bạn, đây là một cái sự thật, ngay cả một cái câu chuyện về con tàu Titan này bị đắm chìm ở trên đại dương, khi mà con tàu này họ họ đi tìm cái cuộc sống tốt hơn trên đất Mỹ đó, về cái câu chuyện ấy, thì nó rất là khô khan, tôi chỉ đại khái. Nhưng mà khi mà cái thằng mà viết ra là thành chuyện thành phim đó, nó mô tả làm cho người ta coi, người ta nghe, cái người ta hào hứng trong cái con tàu đó đó. Các bạn nên nhớ đó, cái chuyện tình cảm mà của thằng Jack với con Rose đó, là không có. Nhưng mà hỏi các bạn đi, bây giờ cái thằng làm phim nó bỏ ra cả trăm triệu để đằng nó làm bộ phim đó, rất là tốn kém. Bây giờ nó phải bỏ vô đó một cái câu chuyện tình cảm nào đó nó mê đi, thì khiến cho cái người coi cái câu chuyện mà con tàu Titan này nó bị đắm chìm đó, nó sẽ hấp dẫn, thì nó mới thu về cái lợi nhuận của nó. Các bạn thấy không? Mà trong cái câu chuyện nó có nhiều người, tôi hỏi một số người, hỏi rất là nhiều người chứ không phải một số người, nhiều người tôi hỏi, bạn có coi cuốn phim mà tình cảm Titan này bị đắm chìm không? Có. Vậy tôi hỏi bạn, thấy cái câu chuyện của thằng Jack với con Rose đó, chuyện tình cảm đó nó có thật không? Có. Nói là cái bà đó đó là bà già rồi, bà có cái bông cái vàng đó, bà rớt xuống biển, cái đó hoàn toàn không có. Nó không có, nó vẽ ra. Nhưng mà cái sự thật, cái cốt lõi của câu chuyện Titan này, người ta, những cái người giàu người nghèo họ đi từ nước Anh họ qua Mỹ đó, là cái chuyện đó là có sự thật. Mà trong con tàu đó nó không có cái chuyện hàng chát với con rô xuống đó. Bởi vì tôi hỏi anh chị các bạn, trong cái lúc mà như vậy đó, đâu có ai chuyện tình cảm nào mà nó lại xuất hiện ở trong con tàu đó để cho những cái người họ còn sống sót là họ kể lại đâu, đâu có đâu. Mà các bạn biết nó làm y như thật, nó đem ra một bà già ngồi đó rồi con cháu ngồi kể lại. Mà khi anh chị các bạn không hiểu về nguồn gốc của lịch sử thì bị những cái tay mà làm phim điện ảnh, nó viết sách viết chuyện á, nó làm cho mình bị ma hồng trận. Các bạn coi phim Tàu, phim Chưởng đồ hay là phim Mỹ đồ cũng vậy nữa, nó có những cái bộ phim nó rất là nó viết làm sao nó tô vẽ ra để cho mình xem, mình thấy nó thật, để đặng mà nó bán, để đặng mà nó kinh doanh. Thì các bạn thấy hiện nay trong vấn đề chính trị cũng vậy, trong vấn đề những cái thành phần mà chống phá xuyên tạc đất nước cũng vậy. Mấy thành phần này tôi gọi là buôn chính trị, tụi nó là những thành phần buôn chính trị, nó mưu sinh cái cuộc sống của nó sẵn sàng sử dụng những cái thủ đoạn của nó để đặng mà nó xuống đó nó rỉ tay, giống như nó lại rỉ tay Hà Mili ơi, em để anh nói cho em nghe cái này nè, em theo anh đi, rồi em chống cộng, rồi anh gửi cho em tháng nhiêu tiền đó đó, anh rồi cái em cứ theo anh, em ra hồi đó em quay phim em làm chuyện vậy đó. Cái bà Hà Mili này bà phái, các bạn thấy không, cái thằng Lợi Minh này nó là Việt Kiều mà, nó bên Mỹ mà, cái xứ tự do nhân quyền mà, cái xứ tam quyền phân lập sướng quá mà. Các bạn thấy nghe Lợi Minh này nó nói có lý quá. theo bắt đầu cho anh chút lâu lâu cái gửi món quà nữa, phái quá, các bạn thấy không, mê chạy theo một Lợi Minh để đặng mà kiếm con đường mà, để đặng mà đi qua Mỹ nữa, chống cộng nữa. Tự nhiên bây giờ đi chống cộng lại có ăn sướng quá mà, đi làm chi cho cực khổ vậy, bây giờ phải đi bán cái số, phải đi ra kia bán từng món hàng gánh giống, cực khổ quá. Nghe Lợi Minh này nó nói hấp dẫn mà nãy giờ nó nói. các bạn thấy không? Tôi nói, tôi ví dụ các bạn thấy không, cái bà Hà Mili này bà ngồi bà phái quá, thành ra các bạn thấy rất là dễ dụ. Cái người khi mà họ bằng cùng, họ túng theo quẩn rồi đó, thì họ dễ dụ lắm, nhất là cái thời xã hội ngày hôm nay, những cái thành phần mà ba cờ vàng ba sọc ở bên Mỹ cũng vậy, cái đám Việt Tân cũng vậy, toàn là cái đám thổ tả. Tôi nói các bạn, cái đám Việt Tân là cái đám gọi là lừa đảo giết người. Các bạn thấy nó giết cha của Đàm Phong đó. Nó giết Thủ Tiêu, cuối cùng đem ra rồi nhờ báo chí truyền thông rồi FBI nó vô cuộc, nó cũng làm cho có thôi. Tụi các bạn biết mà, thằng Mỹ mà
tụi bay giết nhau kệ cha tụi bay, tụi bay muốn tao xử thì tao làm cho có vậy thôi. Bây giờ mà muốn làm lớn chuyện, tôi nói Đàm Phong phải bỏ ra còn cả $100,000 tụi nó mới đứng ra nó làm ầm ầm, còn mấy kiểu mà giờ chỉ làm cho có lệ thôi. Thằng Mỹ mà nó nói ngay cả cái chuyện mà bên Mỹ khi mà con Lisa cái đám chống cộng bên đó cờ vàng nó tấn công tôi không vậy, các bạn thấy nó dụ tôi ra ngoài ngu à, ngu à. Mà khi mà xảy ra sự việc mình tôi trình báo cho FBI là cảnh sát liên bang hình sự, nó điều tra, nó lập hồ sơ vậy thôi, nó có cái khế vậy thôi, là vậy thôi. Còn bây giờ mày muốn thưa kiện nữa, mày bỏ tiền ra đi, mày thuê luật sư đi đó. Tao làm cho đó. Bây giờ tao chỉ lấy cái hồ sơ vậy đó và cảnh cáo cho nó là tụi nó không có được làm gây cái sự gọi là hăm dọa thằng Lợi Binh vậy thôi. Lúc đầu nó ra nó làm y như thật, các bạn thấy không, nó tô vẽ lên chống thức Lợi Binh, đã đảo Lợi Binh. Anh chị các bạn thấy, bởi vì cẩn thận cái xã hội ngày hôm nay mấy cái đám chống cộng với đám dân chủ toàn là cái đám thổ tả, cái đám mà gọi là khốn nạn. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã hy sinh nằm xuống đổ máu cho nó để nó có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Các bạn thấy như thằng Lân Thắng, gia đình nó cũng gọi là có cơm ăn áo mặc đầy đủ, có cuộc sống cũng sung túc, mà các bạn thấy vì sự ngu xuẩn của nó nghĩ là ô dân chủ tam quyền phân lập là phải như vậy vậy nè. Nó chỉ ngồi trong nước, mấy thằng kia thúc nó, ca ngợi nó, ô thằng Lân Thắng là lên đài BBC của tụi chống cộng RA gì đó, cái tụi mà mấy cái đài của nó, ô màn ơi ngồi đó tự nhiên mình được lên đài rồi lên cả thế giới, nó sướng quá. Mà thế giới đâu có mấy cái đám chống cộng ô họp rồi chứ có đâu. Các bạn thấy không, rồi tới chừng như là Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, bạc Bùi Kim Thành, bà gì Nguyễn, bà Hằng, tên Hằng nó quên nhiều lắm. Ồ trong Việt Nam là ôi yêu nước thì rất là lòng làng. Yêu nước rất là đồng nàng đúng không, mà gọi là lòng làng, yêu nước rồi ra rồi kia đấu tranh biển, đấu tranh cá, đấu tranh nhân quyền, đấu tranh ghê lắm, đấu tranh rất là lòng làng. Các bạn thấy không, màn đó ơi, như cái thằng anh em của thằng Trương Quý Sang thì phải, chàng ơi, ở trong nước thì nó tù tội đủ thứ, nó làm những cái chuyện ô hợp bá dơ, nó chống hai nên nó qua Mỹ, bây giờ lập kênh ra nó lên, các bạn thấy những cái màn hình của nó không, nó làm giống như là nó là nhà báo, nhà phóng viên vậy. Nhưng mà ở trong Việt Nam á, nó chứ cả nó là cái gọi là không có ăn học bá dơ, nó câu được cái view, nó kiếm nó sống. Trong vừa rồi tôi còn, lúc tôi còn bên Mỹ, hai anh em tụi nó xách xe đi vận động cho ông Trump được, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, mặc cái áo vest vô bèn đất ơi, trình độ học vấn không có, chưa có được huấn luyện trong trường nào để học hiểu, để học không có người, có người các bạn nên nhớ là một con người sanh ra các bạn muốn thành công các bạn phải có trường lớp bài bản. Còn những thành phần này nha, tự nhiên qua Mỹ nó thành trở thành những nhà báo, nó nện bộ đồ vest tông vô. Nó lên mạng nó câu view câu like, nó yêu nước chứ mẹ gì. Mấy thằng này mà khi mà kênh nó mà sập rồi, tôi nói các bạn, nó chỉ có chui vô rừng mà nó sống thôi, homeless thôi. Các bạn nhìn coi ông Ngô Kỷ, nhìn ông coi, một cái thằng mà gọi là không có học. Tôi không phải ở đây mình khinh cái người mà không học hay có học, nhưng mà cái có những người người ta không học nhưng mà người ta có một cái đạo đức, anh chị các bạn, người ta một cái đạo đức của người ta rất là tốt. Chứ có nhiều thằng nó học rồi nó cũng ngu bỏ mẹ. Tại vì nó học nó không vô. Nhưng mà các bạn nhìn thấy mấy cái tay chính trị toàn là một cái lũ thổ tả vô học. Từ những cái đài truyền hình tự phát của tụi nó bên Mỹ cũng vậy. Nó gom góp, nó đi ra đâu, nó dụ người ta, nó gom tiền với nhau. Quảng cáo, mày không quảng cáo tao, tao tẩy chay mày. Các bạn, những cái tờ báo người Việt ở bên hải ngoại, bên Cali rất là mạnh nha. Hồi lúc trước mà chỉ cần mà nói theo không theo nó thôi, ô nó tẩy chay nó chống mắt hồn luôn, người sau này phải chiều theo nó để làm mới sống được. Các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Mấy cái chính trị của mấy cái đám mà chống cộng trong nước rồi ngoài nước, rồi mấy cái đám mà mượn đạo tạo đời rồi, chàng ơi, tôi nói chị các bạn tin tụi nó chẳng khác nào đem giao chứng cho ác, chẳng khác nào mà đem cái tương lai sự nghiệp của mình đổ sông đổ biển hết. Nhiều khi anh chị các bạn thấy, tôi nói như các bạn biết, ở bên Mỹ mua cái bộ đồ vest
nó rẻ rề, nó đâu có bao nhiêu đâu. Bây giờ bên đó đời sống nó bán mấy cái tiệm mà gọi là tiệm đồ đồ second hand, nó bán nhiều lắm mà nó đồ nó đẹp, tại vì mấy dân mà nó có tiền nó ăn nó mặc, nó qua một hai lần nó đem nó bỏ vô nó mua nện vô mặc lên mạng. Có nhiều ông tôi thấy có kênh đồ nha, lên mạng ở bên Mỹ nha, bạn ơi làm một cái phòng, cái chỗ mà mình nói tin tức, tôi ngồi tôi thấy oh my god, họ làm sao hay ghê luôn á. Những cái mà màn ảnh họ dựng lên á, tôi nói màn đất ơi, tôi thấy tự nhiên một cái người mà họ không có một cái kiến thức về 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 vấn đề chuyên môn về về báo chí truyền thông cả, mà họ chỉ có một cái khiếu ăn nói hay là một cái khiếu chống cộng nào đó mà hào hùng mà là mà mạnh miệng mà nói làm sao mà cái đám mà chống cộng xuyên tạc rồi nó nghe nó phái á, là nó tôn vinh lên, nó tôn vinh lên là làm cha ông cố nội ông bà ngoại ông tổ ông tiên đó luôn. Các bạn thấy ghê không, tôi nói được tôi có chứng minh nha. Các bạn biết ông Đỗ Thông Minh, cái lý lịch của ông hồi lúc mà tôi share, tôi ông nghe ông lên mạng tôi nghe ông này dữ dằn lắm, màng là coi ông Đỗ Thông Minh các bạn ngày xưa đánh trên mạng là gì quên người ta gì, tự nhiên tôi quên rồi, tiếng Anh nó gọi là professor, ông là gì ta, cái nó tăng ông lên một cái chức mà gọi là giống như là còn hơn là giáo sư nữa, tự nhiên tôi quên cái chữ đó. Tiếng Việt mình dịch tự nhiên tôi quên rồi, thật tức quá, cái chữ đó rất là hay. Và các bạn thấy ghê lắm, tôi hỏi ủa anh qua bên Đức anh đi du học mà sao mà anh học về hóa chất chemistry anh học mà không ra trường luôn, rồi xong rồi đi đi theo Việt Tân, ông đi theo Việt Tân xong rồi ông bất mãn Việt Tân tại vì có lý lịch hồ sơ của ông, viết cái sơ yếu lý lịch ông ngu chết mẹ, ông viết ông bỏ mạng tôi sao tôi lục tôi tại nghe ông ô học giả, chàng nó ơi học giả, oh my goodness, các bạn biết nó phong ông lên tới học giả. Tôi nói sao ông này ghê ta, các bạn biết ở trên mạng á, cái mạng mà xưa tôi đấu tranh tôi nói mạng gọi là Pao Thoát nó ghê lắm, hồi xưa còn ở Yahoo 360 tôi đấu đấu tranh với tôi nói rằng nó ghê lắm, nó đưa nó tăng ông lên tới học giả. Tôi hỏi mà các bạn biết không có người nào mà dám trả, không có người nào mà dám đấu lý với ông đâu, mà tôi cái thằng mà gọi là ngang ngược mà cái gì ra cái đó. Tôi hỏi tôi cầm microphone lên tôi hỏi anh học giả đâu, tôi coi coi nguyên cái lý lịch của anh bỏ trên mạng vậy vậy nè, bữa đâu thấy chỗ nào anh học về triết lý hay là chính trị học hay gì đâu, học chemistry các bạn biết học về hóa chất á, mà cái hóa chất học với nó rất là khó kiếm việc làm, ông ra xong rồi đi viết sách chống cộng nó tôn sùng ông lên, nó kêu ông là học giả, các bạn thấy ghê gớm không? Cái đám chống cộng ở hải ngoại, cái đám mà gọi là cờ vàng và cờ cờ ba sọc đó, mang khiếp lắm anh chị các bạn. Bởi vì mấy cái thằng chống cộng, mấy cái diễn đàn mà tôi nói mà Pao Thoát tôi vô đó, tôi có cái nick gọi là Việt Nam đổi mới, còn không là Lý Tự Trọng, tụi nó căm thù tôi lắm, tôi mà gọi là tranh luận tụi nó có tiếng luôn mà. Hồi đó ở mấy diễn đàn đó tôi cũng đấu tranh dữ dằn lắm, rồi sau này thì các bạn biết đi làm chính trị vì mình yêu quê hương đất nước của mình mà nhiều khi có những câu chuyện rất là rớt nước mắt chứ không vậy. Mình quay qua mấy thằng mà nó cũng gọi lên đó, nó cũng gọi mình là đồng chí, nó cũng gọi mình là anh em, nó lên đó nó dựng những cái diễn đàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nó làm ghê gớm lắm kìa, mình vô tưởng nó thật không à. Tới chừng mà màn đất ơi cũng toàn là mấy tay thổ tả nó mượn danh Việt Nam nó lên đó, xong rồi nó dí tôi chạy sắt giò cần cổ luôn á, nó cái đó nó chụp mũ tôi tùm lum hết, màn đất ơi chạy sắt bớt sang mang luôn. Ồ mà tôi nói với bạn nhiều cái chuyện mà tôi nói ở trên không gian mạng này, đi làm chính trị hay là mình đi làm cách mạng, tại vì mình yêu cái quê hương đất nước của mình thấy biết bao nhiêu những người đã hy sinh nằm xuống. Mỗi khi tôi đọc những cái bài viết về những cái người mà chiến sĩ, những cái người mà họ liệt sĩ, những cái gia đình mà cách mạng người ta đã hy sinh cống hiến cả một cái gia đình. Ok, bye bye, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nhiều khi mình nói thao thao bất tuyệt, mình nhắm mắt mình nói, anh chị các bạn hỏi mình không có trả lời hết, anh chị các bạn thông cảm nha. Tôi rất là cảm động khi anh chị em các bạn thăm hỏi mời ly cà phê, tôi nói tôi cảm động lắm, tôi cảm thấy rất là vui, vì cái gì mình làm còn có những người anh em khác họ vẫn luôn đồng hành. Thôi thì là mình like tới đây, xin chào anh chị em các bạn nha, bye 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 bye, về với quê hương vui thì anh chị các bạn.
mình đi làm mà cuộc sống mình thấy nó thoải mái. Bye bye nha anh chị các bạn. Bye bye.